This year, 2022 Diviners Fest will be very super special because we are collaborating internationally with all awakened artists and also wisdom speakers. Celebration means a combination of collaboration and contribution. Vậy thì bạn ơi, nếu như mà bạn có một sự thôi thúc rằng bạn muốn tìm kiếm một cuộc sống mới, một phong cách sống mới, thì hãy đến với Diviners Ashram vào ngày 20 tháng 11 sắp tới đây tại Đồng Nai, Nam Cát Tiên, để chúng ta cùng hòa vào một nguồn năng lượng mới để khám phá mình thật sự là ai trong cuộc đời này. Conscious celebration heals the world. Welcome to Diviners Fest 2022.